tại mình đang có mặt ở trong chạy gạo nha các bạn. Các bạn thấy xà lan chạy khá là nhiều nha, đang bị ùn tắc các bạn ơi. Xà lan này nó có chữ là chó dữ nha các bạn, coi chừng chó dữ. Còn xà lan này chắc chó nhiều hơn. Bạn thấy phía đằng kia cái con chiếc chèn lại đây các bạn, chiếc ngược chiều các bạn thấy không, cũng khá là nguy hiểm nha. À, chèn sát bên luôn các bạn ơi. Wow, chiếc này khá là mới các bạn ơi. Quá trời xe lan đẹp luôn. Các bạn thông cảm, mình đang chạy, mình quay nó không có được đẹp luôn nha các bạn. Đây các bạn, mình đang lái đây. À, thì cái chiếc Super Jeep này nó đang vượt qua mình để chuẩn bị vượt mấy chiếc trước đây các bạn. Phía trước có chiếc xe đang nổi lúc nãy đang vượt. Thì phía trước mình thấy là đang ủng tắc, đằng trước khá là nhiều xe lan nha. Thấy không? Là chiếc mấy đứa mấy nhỏ này cũng thấy xà lan đông quá rồi cũng quay live stream trực tiếp luôn các bạn. Đây là xà lan khổng lồ nha các bạn, vô chợ gạo. Hiện tại mình đang chợ gạo nha các bạn. Đây xà lan này trước đây. Đây xà lan nổi nha các bạn. Trước chi là khổng lồ luôn. Thì xà lan mình đây xà lan khổng nha các bạn. Một chiếc xà lan nổi nha các bạn, màu xanh. Đây nha các bạn, xà lan nha. An Giang nha các bạn, An Giang 1 3 2 9 4. Còn đây là chiếc gạo nổi hồi nãy mình quay đây. Youtuber đó, Youtuber, Youtuber xà lan miền Tây làm ơi, thấy không, chả đó. Thời gian xét như là rất là cũ luôn. Long An nha các bạn. Hai mái luôn. Đạp rất là ghê luôn.
nha các bạn. Đây nha các bạn, xà lan một cabin đang nổi. Thì tài công Nam đang lái nha các bạn. Chỉ rất chi là nhanh. Bến Tre nha các bạn. Bến Tre 7353 450 chất lượng. Đằng sau mình rất chi là nhiều luôn nha các bạn. Đằng trước thì rất là nhiều luôn, người ta đang chen lấn nha các bạn. Người ta đang chen đế ra ngoài kỳ hôn. Hiện tại là đang ở trong chợ gạo nha các bạn. Thì bạn nào đi ngang chợ gạo cũng biết xà lan đi ngang rất là nhiều. Còn phía đằng sau mình làm nhiều, rất chi là nhiều nữa. Đạp rất là dữ luôn nha các bạn. Hình như là chiếc dầu đó chạy ra dập từng hiệp vải. Còn chiếc cát một cái pin nữa kìa. Thì đây là chiếc ghe nha các bạn. Có một chiếc xà lan cát kìa. Một mắt. Ủa, lộn, một cái pin. Đâu đâu đâu. Thì chiếc nổi đang chạy sau đít này nha các bạn. Xà lan cát đây. Thì mấy chiếc một cabin. Thì mấy chiếc mà một cabin mà ú luôn hai cabin đằng sau đít mình đó các bạn. Mấy chiếc đó cạnh chạy cung min á. Nghe tiếng thủ rất chi là phê. Đang qua mình đây. Anh xà lan cát thì đang nhìn mình nha các bạn. Đây, anh tài công đang lên ga. Sống rất chi là đã luôn. Nhỏ hơn tàu mình nha các bạn. Xà lan này xà lan cát nha các bạn. Đây xà lan cát Long An. Long An 0695.
Đây các bạn thì đây là xà lan của anh Hoàng Thanh nha các bạn. Xà lan hai cabin đó có cái chiếc xà lan mini luôn nha các bạn. Kéo cát. Đây xà lan cát nha các bạn. Đây là xà lan bự nha các bạn. Tiền Giang. Cô bán gì vậy? Đây xài bá luôn các bạn, đang chạy các bạn. Xài lan đang mở các bạn. Đây, ta đang chạy các bạn. Đây, hạ ra xuống các bạn. Xài lan Tiền Giang các bạn. Thì chính chắn là nhà Yến các bạn đây bạn. Đây. Xà lan đang hạ xuống các bạn. Đây là xà lan cát, xà lan cát các bạn, xà lan Long An các bạn. Tôi chở cát người ta đem giao các bạn. Đây. Thì buổi chiều rồi nắng chiếu xuống có gì các bạn không cảm được bệnh nha các bạn. Đây các bạn, xà lan đang qua các bạn. Đang cát nha các bạn. Xà lan cát nha các bạn. Một con viên nha các bạn. Mới cáo luôn các bạn ơi. Cái này thì xà lan mới đóng là mới xuống lũng các bạn. Xà lan này Long An nha các bạn. Xà lan này có ngàn mấy nha các bạn.
các bạn.